Út ơi, em muốn mua một con hamster gấu và combo đồ dùng màu xanh. Chị tư vấn và giao cho em nha. Em tên An ở Khánh Hậu, Long An nè. Ok, hamster gấu là dòng hamster có kích thước to nhất và các bé cũng có rất là nhiều màu. Sau khi được xem clip các bé hamster đang có ở shop thì bạn khách đã quyết định chọn bé hamster này. Bé thuộc dòng hamster gấu lông sáp màu trắng. Tính tình của bé thì khá là lôi nhoi, hiếu động, không có chịu ngồi yên. Đó, các bạn thấy không? Nó nhoi như một con dồi vậy đó. Tiếp theo là phần lựa vật dụng nuôi. Đầu tiên là gói thức ăn hỗn hợp, các tấm hương hoa hồng, các bi lót chuồng, bình uống nước, nhà tắm nhựa lớn, chén ăn, wheel chạy có đế bằng nhựa size lớn. Vật dụng cuối cùng trong combo màu xanh này là một cái nhà có cầu thang ở phía trước. Trong nhà thì có một phòng ngủ và một sân chơi ở phía trên. Và đây là toàn bộ combo vật dụng màu xanh của bạn khách, cũng khá là đẹp đấy chứ. Bé chuột hamster của chúng ta trông có vẻ rất là hào hứng khám phá ngôi nhà mới. Các bạn xem nó bò tới bò lui, chui vào mọi ngóc ngách luôn nè. Tính ra mấy con chuột hamster này nó cũng sướng quá ha các bạn. Nó có người chăm sóc nè, có đồ chơi, vật dụng, đồ ăn uống thoải mái luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng hàng và giao cho bạn khách luôn đây. Tổng thiệt hại của combo này là